Xin chào mọi người đã ghé xem kênh Thủy Canh Tây Gia của mình. Hôm nay mình dạo một vòng vườn rau Thủy Canh của mình nha mọi người. Theo thường lệ thì mình đi chăm sóc rau rồi kiểm tra rau coi nó phát triển như thế nào nha mọi người. Cái tháng này thì mình đang trồng cải bè giống của mọi người, với xà lách và số cải ngọt, để cho mọi người xem coi nó phát triển như thế nào nha mọi người. Thời tiết hôm nay thì rất tốt luôn mọi người. Cái vườn Thủy Canh dưới đây, bên đây thì đang còn một số cải bè xanh nha mọi người. Thu hoạch nhiều lắm rồi, còn một số ở đây. Đây mình cũng đang trồng lại, gieo lại một số cải xà lách nè mọi người. Mình cũng đang gieo xen để thu hoạch xong cái kia mình bỏ cái này lên để có rau mình ăn liên tục mọi người. Mà gieo cũng được 3 ngày à. Đây một số rau muống mình đang ương nè mọi người, đang cắt cái cọng mình dâm nè. Cái đợt rồi một số rau muống mình bị chết đó, cho nên không có lấy giống lại được nhiều mọi người. Một số thì mình đang gieo lại thêm nè, cũng gần một tuần rồi. Mấy cái vụ cũ đợt rồi mình về quê nó cũng chết một số, cho nên nó còn một số nó già là không lấy giống được mọi người. Nên mình gieo lại bổ sung thêm. Thấy cái cải xà lách, cái bẻ xanh ở đây nè mọi người, còn một số cũng nó lớn hết rồi nha mọi người. Mình thu hoạch cũng nhiều đợt lắm mà. Bây giờ bên đây thì mùa này mình trồng cải bè xanh không nha mọi người. Cái vườn bên đây thì trồng cải bè giống nha mọi người. Có một số cải bè giống cũng hơn 2 tuần rồi. Trước mình cũng di chuyển mấy cái cải trên mái nhà xuống đó mọi người, để mình vệ sinh ở trên mấy nhà, cái vàng trên mấy nhà này hơn 2 tuần là thấy phát triển cũng rất ok nè mọi người. Thôi để nó thử, để dài ok nè mọi người. Mình nó trồng về ở dưới đây là thấy nó ok rồi đó, nó chịu rồi đó, không thấy nó bị nhiễm bệnh gì hết, nó phát triển vậy là rất ok rồi. Mấy cái cải này là khoảng hơn 2 tầng nha mọi người, nó nhỏ nhỏ, mấy cái bên đây thì nhỏ hơn. Mình cũng đang trồng xen thêm đúng không, này khoảng 1 tầng. Mấy cái cải trên đây thì lớn hơn nha mọi người. Mấy cái này thì khoảng 4 tuần rồi. Mấy cái nhỏ nhỏ thì mình cũng đang trồng xen thêm nha mọi người. Để coi rễ nó phát triển như thế nào nha mọi người.
để dài rất ok nè mọi người. Cái cải này đợt trước nó trên mấy nhà nó mình sợ nó nhiễm bệnh đó, mình đem xuống đây á mọi người. Số mình đem xuống đây mình dưỡng lại. Thấy cái vàng dưới đây thì mùa này mình trồng cái bê giống với bể xanh nha mọi người. Cái vàng bên đây thì một số cải bê giống cũng hơn 4 tuần rồi mọi người, với cải bê xanh lên đây để mình qua cho mọi người xem nha. Vàng trên đây thì một số cải bê giống trước mình trồng với một số mình đem trên mấy nhà xuống mình dưỡng nha mọi người. Cái cây này mình dưỡng lại nè, này phát triển rất ok rồi. Đây có mấy cây cải bê xanh nè mọi người, to cắt sầu luôn. Đây nó đủ nắng đủ phân nên nó phát triển quá trời, nó lấn mấy cây cải bê giống luôn mọi người. Rễ khủng hoảng luôn. Mấy cái cải bể giống lớn lớn này là hơn 4 tầng rồi nha mọi người. Mình thu hoạch được rồi. Mấy cải này giống mới đó mọi người. Được rồi, mình cũng có thu hoạch, mình ăn thử rồi. Cái cọng nó mềm mềm nha mọi người, nó không có giống như cải ngọt, nó mềm hơn cải ngọt, nó ăn nó vị nó ngon hơn. Cái nhỏ nhỏ này là trước mình đem trên mái nhà xuống nè mọi người, hôm nay bắt đầu nó phát triển lại. Đây mình cũng đang gieo thêm một số hạt rau muống nè mọi người. Cũng 3-4 ngày nè. Để lên mấy nhà cho mọi người xem cái vàng thủy canh trên mấy nhà như thế nào nha mọi người. Cái vàng trên đây thì mùa này mình đang trồng lại một số cải bê giống nha mọi người. Với đợt rồi mình có trồng một số cải ngọt với cải xà lách nha mọi người. Cái trụ này thì mùa này mình đang trồng lại cải bê giống nha mọi người. Đem lên cái trụ này trồng cũng khoảng 2 tuần rồi nè mọi người. Thấy phát triển rất ok nè mọi người. Lúc trước mấy cái vàng trên đây nó bị nhiễm bệnh đó, mình cũng vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì mùa này mình trồng lại cái cải bê giống trên cái trụ này nha mọi người. Cái trụ bên đây thì
còn số cải bị giống đợt rồi nó bị bệnh đó mọi người. Mình còn giữ lại mình dưỡng nữa, hôm nay thì nó phát triển cũng rất ok đó mọi người. Lá bắt đầu nó ra tươi tốt rồi mọi người. Mấy cái lá lá này ra nó nhảy tợt, nó bùng lá non ra mọi người, rất ok luôn. Mấy cái cây cải nhỏ nhỏ là mình mới đem lên nha mọi người, để mình trồng sen chung với mấy cái cây cũ này. Cái cây này nó nhảy tợt non nha mọi người, trước là nó hư lá hết trơn á, rồi mình dưỡng rồi hôm nay bắt đầu nhảy tượng non rồi. Mấy cái cây ở trên đây cũng vậy mọi người, trước là lá nó hư hết, bây giờ nó nhảy được quá trời, xanh hết trơn. Đó. Vậy là ok nha mọi người, nó phát triển rất ok rồi. Lá rất tốt luôn mọi người. Cây này cũng thu hoạch được rồi mọi người, mình trồng một lượt với mấy cái vàng ở dưới đó mọi người, cho được rồi nó bị bệnh á, cho nên nó phát triển hơi chậm, rồi giờ thì nhảy tượng non ra ok rồi, chuẩn bị thu hoạch được rồi mọi người. Cái vàng trong đây được rồi, mình trồng cải ngọt nha mọi người, với hai cái trụ đứng bên trong thì cũng trồng cải xà lách. Cải ngọt mùa này phát triển rất ok đó mọi người. Cái đợt rồi cái vàng trên đây nó bị nhiễm bệnh đó mọi người, mình cũng vệ sinh lại hết rồi. Mùa này mình cho rau lên mình trồng lại trên đây, cải ngọt với cải xà lách mình trồng trên đây. Mình có trồng thêm một số cải bị giống nhỏ nhỏ nữa mọi người. Cái cải ngọt này lá rất tốt luôn mọi người, thấy coi cái rễ nó thử, rễ rất là tốt, dài luôn nha mọi người. Mấy cây cải này trồng cũng một đợt với xà lách nha mọi người, cũng gần 4 tuần rồi, chuẩn bị thu hoạch được hết rồi mọi người. Để qua xem hai cái trụ trồng thủy canh bên đây nha mọi người, mùa này thấy nó phát triển cũng rất ok mọi người. Rất to, nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng không có ok bằng cái vụ đầu mọi người, do cái giống này nó hết hạn lâu rồi đó mọi người, cho nên mình thấy nó phát triển chậm hơn cái vụ đầu tiên, với cái lá nó cũng không to bằng cái vụ đầu tiên nữa mọi người. Cái xà lách này cũng thu hoạch được rồi mọi người, mình cũng còn rất nhiều rau húng quế luôn mọi người. Để đợt này mình thu hoạch một số rau húng quế và xà lách để ăn chung luôn mọi người.
Phía trong đây là số rau nhỏ đều đẹp á mọi người. Một số cây con mình đem lên mình tách riêng mình trồng ở đây. Ở đây có cái cây rau dền nè mọi người. Cây rau dền này nó rụng hộp vô cái chậu của rau xà lách đó mọi người. Thế vậy mà nó phát triển cũng rất ok luôn. Mấy cái xà lách này thì được rồi, mình trồng ở trên đây. Mình cũng mới dời nó xuống để trồng một số cây bị giống ở trên đây nha mọi người. Một số cây nhỏ đều đẹp chậm phát triển á, mình gom về phía này. Hai cái trụ xà lách này cũng lớn rồi mọi người, thu hoạch được hết luôn rồi. Để nay mai mình cắt mình thu hoạch luôn mọi người. Cái video cũng hơi dài rồi mọi người. Mình cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau của mình. Xin chào mọi người.